Hôm nay, 14 tháng 4, giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trên hai sàn giao dịch quốc tế. Tại thị trường trong nước, giá cà phê tăng 1.800 đồng trên 1 kg, lọc mốc giá kỷ lục mới 109.000 đồng trên 1 kg. Giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 108.800 đồng 1 kg, trong đó giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức 108.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 109.000 đồng 1 kg tại tỉnh Lâm Đồng cà phê được thu mua với giá 108.000 đồng 1 kg. Còn tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua từ 108.800 đồng đến 108.900 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, những lo ngại về tình trạng thời tiết không thuận lợi, khô hạn ở các vùng trồng cà phê trong thời gian qua gây thiệt hại sản lượng tiềm năng, đang đẩy giá cà phê Robusta tiếp tục tăng mạnh đồng thời sự đánh giá và cảm nhận của thị trường khi nguồn cung cà phê robusta ngày càng khan hiếm từ việt nam là yếu tố tăng giá trong thời gian qua